Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó. Trên tay con chỉ cầm ít đô la, mong bác cầm đỡ để cho con còn vô ra. Cửa nhà bác hàng xóm bảo gần khó vào, chắc là có gạo còn nuôi cả chihuahua. Nếu bác không nhận con đành cho con ngành thôi. Nghe bác nói chuyện là biết nghiệp tụ ở vành môi. Xe đạp là thứ duy nhất, đạp làm chi cho cực chân. Bóng cửa là hàng ngày, còn việc gấp là trực thăng. Yêu em nhiều lắm mà nghĩ lại thì tốn tiền. Ông già em văng đầu đồ nên tìm gãy khắp bốn miền. Anh không có gì, chỉ được cái là điều kiện. Còn mấy thằng không điêu luyện, gặp ba em là trốn liền. Tiếc thay anh không phải kỹ sư hay bác sĩ. Đứa con của Phật không tôn thờ loại ác quỷ. Nên ông trời cho may mắn vượt qua hết ngàn cây đắng. Được cái số mệnh là hay thắng, ăn cá độ cá bạc tẩy.